Hello cả nhà, xin chào cả nhà và mời cả nhà tắm biển vào mùa hè. Trong mùa hè, bê thời điểm nào trong ngày tắm biển là thích hợp nhất. Mời cả nhà. Nãy giờ ơi, vào mùa hè có bê thời điểm tắm biển trong ngày. Mời cả nhà cùng với Hiền chủ đề tắm biển. Tắm biển vào mùa hè, vào buổi sáng khi bình minh lên, nhiệt độ nó còn thấp, tắm thì nó rất tốt cho da. Nên vào mùa hè, thường người dân và các du lịch địa phương tắm biển vào buổi sáng rất là đông. Vào mùa hè, thời tiết cao, nhiệt độ cao nên là nóng, rất là nóng, nên là tắm biển rất là tốt sức khỏe. Và đặc biệt là tắm vào buổi sáng. Vào buổi sáng tắm biển rất là đông vui trên bãi biển. Tắm biển vào mùa hè rất tốt cho sức khỏe và đặc biệt là tắm vào buổi sáng. Vào mùa hè, buổi sáng nhiệt độ thấp, ánh nắng dịu. Ba thời điểm của tắm biển vào mùa hè: đệ nhất, sáng nhiệt độ thấp, tắm biển rất tốt cho sức khỏe và không có ảnh hưởng tới làn da. Vào mùa hè, buổi trưa nhiệt độ rất là cao, nên là khi mà tắm biển cũng tốt cho sức khỏe nhưng mà không ảnh hưởng về sức khỏe, nhưng mà ảnh hưởng tới làn da cả nhà. Vào buổi trưa tắm biển tốt sức khỏe nhưng mà ảnh hưởng tới da, nên là nên vào mùa hè nên tắm biển vào buổi sáng là tốt nhất rồi cả nhà. Bãi biển những ô dù như giờ trưa trời nắng, ô dù như mát. Vào mùa hè biển rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều thì nhiệt độ nó cao, nên bây giờ nhiệt độ buổi chiều nó cao nên là người dân và địa phương các du lịch cũng ít ngồi nghỉ mát ở trong những ô dù. Còn cảnh biển vào mùa hè, cả nhà xem video bình luận với chủ đề tắm biển vào mùa hè về thời điểm trong ngày. Cả nhà xem video nhớ ủng hộ Hiền một like, một lượt chia sẻ. Bạn nào chưa đăng ký kênh vui lòng đăng ký ủng hộ kênh. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Hẹn gặp lại. Goodbye.